Nếu như những khóa học kinh doanh thông thường chủ yếu tập trung vào những kỹ năng tài chính hay cách tìm kiếm cơ hội từ thị trường, thì nhà triệu phú Adam Grant đến từ Singapore lại mang theo một triết lý khác, đó là lợi nhuận không chỉ được tạo ra từ những cơ hội khách quan mà còn xuất phát từ chính sự sáng tạo của nhân viên doanh nghiệp. Đó là một trong những ghi nhận về buổi nói chuyện của vị triệu phú này vào cuối tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Adam Grant, khi các doanh nghiệp không hề dễ dàng để tìm kiếm lợi nhuận ở bên ngoài, thì sự động viên từ chính nguồn nhân lực nội bộ chính là cách để cho doanh nghiệp có thể nhanh chóng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, thậm chí sáng tạo ra những sản phẩm mới. Do đó, dù nền kinh tế có khó khăn đến đâu, thì những doanh nghiệp này vẫn có khả năng phát triển và tạo ra lợi nhuận. Cũng theo nhà triệu phú trẻ đến từ Singapore này, những doanh nhân thành công có một lối tư duy và chiến lược hiệu quả, chứ không hẳn là sự tính toán rạch ròi về khái niệm lãi lỗ. Ví dụ, thay vì liên tục phàn nàn về sự thiếu sáng tạo của nhân viên, người lãnh đạo nên cho thấy rằng doanh nghiệp đang rất tin tưởng ở họ, rằng họ là những nhân sự có thể đạt được kết quả công việc tốt hơn mức hiện tại. Buổi nói chuyện về cách tìm kiếm lợi nhuận thời khủng hoảng của ông Adam Grant đã thu hút 3.000 người nghe. Đây là sự kiện khởi động cho sự có mặt của tập đoàn công nghệ giáo dục Adam Grant Education tại Việt Nam. Được biết, những chương trình đào tạo của Adam Grant gồm nhiều nội dung xoay quanh chủ đề kinh doanh, trong đó có xây dựng đội ngũ bán hàng, đội ngũ dịch vụ khách hàng, kỹ năng truyền đạt thông tin của nhà quản lý, kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ xã hội.